Chưa đang chơi vui thì tự nhiên bác sĩ nhà mình nó bị đứng hình, rồi lật đật nhảy lên giường nằm sát rạc vô trong vách tường như thế này nè. Nhìn cái mặt thì thấy tèm nhem nước mắt hết trơn á trời. Một lúc sau thì kiểu như bắt đầu thở mạnh hơn, thở dốc hơn, rồi không hề có một chút xíu sức lực nào hết trơn, cứ nằm xả lai ra vậy đó. Nước mắt nước mũi chảy ra liên tục ướt đầy hai cái gối của mình. Cả người của em thì cứ run mừng mực lên giống như đang sợ một điều gì. Cái khúc này là bác sĩ nhà mình nó đang bị lo lắng sợ hãi tột độ luôn á mọi người. Nhỏ nhà mình lúc này không có sức lực gì hết trơn á trời, chỉ có nằm run rẩy và khóc lóc thôi. Xong rồi tầm khoảng mấy phút sau thì lúc đó mình đã biết nguyên nhân tại sao bé xì nó lại bị như vậy rồi. Lúc này thì trời bắt đầu mưa lớn á mọi người. Trước đó một loạt hành động của bé xì như là cứng đơ, sợ hãi, run rẩy là chắc có lẽ bé xì nó cảm nhận được là trời đang chuyển mưa. Thấy bé xì nó tội nghiệp quá cho nên mình bắt bé xíu lên giường để chăm em. Chứ nếu không là bé xíu bây giờ nó đang chạy vòng vòng ở trong nhà rồi. Tại vì bé xíu nhà mình nó khá thích mưa, mỗi lần mà trời mưa là nó chạy vòng vòng trong nhà vui lắm. Sau khi mà được mẹ xíu cho một hồi thì bé xì nó cũng đã bình tĩnh lại rồi nè mọi người. Nhưng mà nôm cái bộ dạng thì vẫn thấy yếu đuối mong manh, không có sức lực gì hết mà vẫn còn nhõng nhẽo á mọi người. Chưa có chịu nín nhất nữa cho nên mình phải qua mình vuốt ve ẻm nè. Trời ơi mọi người có điều bộ nũng nịu của ẻm kìa, thiệt tình muốn tan chảy với cái bà nhỏ này luôn á.